có tiếng gì đâu. Ôi tôi chết rồi, bánh kẹo của mình đâu hết rồi. Ôi tôi chết rồi. Ui, hay là ở đây có ma rồi. Ui, chạy thôi, có ma ở đây rồi. Ui. Wow, hôm nay sang nhà hai tên lim lạc trộm được bao nhiêu bánh kẹo. Wow, còn trộm được cái xe này chứ. Xe xịn quá, mình phải ăn một cái gì đấy, đói quá. Wow, cái bánh này có vẻ ngon thế nhở. Ta sẽ bóc ra ăn thử xem nào. Bánh sô cô la. Wow, ngon quá. Thôi buồn quá, Lim lạc trong nhà là mất hết cả đồ rồi, bây giờ chẳng có gì mà ăn. Mẹ đói quá. Ô, có một cái vải kia, một cái gì lấp máy kia, mình chạy ra xem nào. Ôi, tấm vải gì mà nhấp máy này này, mình phải mang về cho mẹ xem mấy lửa. Mẹ ơi, con tìm thấy một tấm vải không nhấp máy. Ôi, vải vóc để sau đi con, mẹ đang buồn lắm đấy này. Nhưng mà tấm vải này lấp máy mẹ lạ lắm mẹ ơi. À đâu, đưa mẹ xem nào. Wow, tấm vải này đẹp thật đấy. Cái này mà may quần áo cho Lim lại thì đẹp tuyệt vời. Đâu Lim đâu, để mẹ yếm thử xem nào. À, để mẹ mặc thử cho Lim nào. À đẹp thế. Ôi, Lim tàng hình rồi mẹ ơi. Ôi, để mẹ xem nào. Ôi, Lim tàng hình luôn rồi đấy này. Ôi, đây đúng là một tấm vải thần kỳ. Lạc mặc thử mẹ xem nào. Ôi, Lạc cũng tàng hình luôn. Còn mỗi cái đầu này. Wow, tấm vải này thần kỳ thật đấy. Mẹ mang tấm vải này sang nhà tên trộm để lấy đồ về. Nhờ, đi thôi. Hạ thấp xuống để nhìn thấy cái đầu. Đấy, rồi đi từ từ nhá. Ôi, kìa, bên trộm kìa. Mình nhìn thấy đâu rồi, ra lấy thôi. Ủa, có tiếng gì nhỉ? Đâu nhỉ? Ngoài đâu? Sao mình cứ nghe tiếng gì nhỉ? Tiếng gì đâu. Ôi tôi chết rồi. Bánh kẹo của mình đâu hết rồi. Ôi tôi chết rồi. Ui, hay là ở đây có ma rồi. Ui, chạy thôi, có ma ở đây rồi. Ui. Ôi, Lim Lạc ơi, mình lừa được tên trộm rồi. Ôi, có cả xe này, mình lấy nốt cái xe rồi đi về thôi. Mang hết đồ về thế nào. Cùng với cả tấm vải tàng hình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.